ngày luôn. Chuột đấy, chuột đâu, chuột kia. Là chú xem thử đã, ngồi yên chú xem thử. Trật tự. Kén ra để cho em ngồi chơi chú thôi. Oh, em không muốn đi con phải. Con sao lúc vào nhanh không? Bật cái YouTube khác xem nào. Ăn thua đấy, anh em chuẩn bị chương trình cổ vũ bóng đá Việt Nam hôm nay hát dạo với bài để cho mừng đội tuyển ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng à. Đang ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng, anh em hát với bài trong lúc chờ đợi. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ gửi đến các bạn bài hát Hà Lam. Anh em có bài nào cần hát rồi yêu cầu thì theo yêu cầu bảo chứ. Đang hát. Hả? Đang hát chờ đội tuyển Việt Nam mừng chiến thắng. Anh em muốn hát bài hát nào theo yêu cầu thì gửi luôn nhá, ebook luôn nhá. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ gửi đến anh em bài hát. Anh em có yêu cầu bài hát tao gửi luôn nhá. Trong lúc chờ đợi đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Tao. Cái này của thằng nào chứ? Cái này bật cỡ. Cái này mèo thằng nào đấy chứ? Mày nhập mèo của anh được. Nhập mèo của anh nào, mày đánh mèo anh nào. À, sửa 247.vn đang còn Vương Kiên đấy, mày nhập mèo Vương Kiên đấy. Ơ à. Vương Kiên 0936545488 còn comment với con. Vương Kiên số thoại xong mà ai còn comment với con. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã gửi đến các bạn yêu âm nhạc trước giờ thi đấu đội tuyển Việt Nam và UE. Thôi để nguyên cho chú hát con. Để nguyên ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã gửi đến các bạn yêu âm nhạc đây đội tuyển Việt Nam rồi. Đấy. Cắm lại hết pin. Đây là Thu Bóng đang ngồi nghe ca sĩ ấy. Đấy, người này.
ví của chú kìa, chú con ví chú tạo ấy. Mày phát cho không yếu phát nhờ. Cái tên gầm nhau đúng rồi, nhìn ra không kiên mà nhầm rồi. Hưng Kiên bỏ sửa lại chữ hát thì cái ca em. Sau lúc chờ đội tuyển Việt Nam khởi động thì chúng ta sẽ trở lại với ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nghe bài Cái Nước Cần Thơ. Rồi đợi đây. Không phải đâu, 28 1 7 28 1 7. Đây là ca sĩ Tô Bống đang mua dạo. À đây 0936 28 97. Đây là ca sĩ đang hâm mộ đội tuyển Việt Nam đang chơi. Bống ơi, bống ơi. Ok, ấn đấy đấy, xác minh qua mã đấy, xác minh luôn, xác minh xuống mã đây. Yến này xuống đây mua điện thoại vàng này, xuống đây mua điện thoại vàng này, đấy ấn minh chơi điện thoại đây, mai rồi Yến xuống đây mua điện thoại vàng này. Bông ơi, anh gì đứng ra có cờ này, có cờ này. Chào bà con, Bông chào bà con đi. Đây bạn đánh nhăn này ra chú lấy cái bộ kia hát hay hơn, xem chú cái nào đấy à. Anh em yêu cầu bài hát gì là hát luôn ở đấy, nhờ nhập map à. Em rồi chọn bài nào nhạc à, bông quay chụp ảnh con à. Cho bài làm nhạc nó vừa phải thôi để bà con thưởng thức nha. Mày hát bài Việt Nam quê hương tôi đi. Ok chưa? FPT Play à? Đừng bà lấy nước mà. Lấy nước cái bóng này. Lấy nước cái bóng nha. Và cứ ngồi chung nguyên nè. Bằng cái ngọn chú Quyền. Ra múa là ấy này. Ai gì thế à, đấy. Vẫn là xem được chưa?
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu đang gửi đến các bạn bài gì tôi cũng không rõ tên lắm. VTC6. V6 à? Chơi luôn rồi, trực tiếp luôn. Chơi luôn, vào luôn, xem bình luận nè. Bình luận trước mà. Ông bạn xuống bố ta. Trong địa địa buồn, bản anh đó đang say ngủ yên. Cảm ơn, xin cảm ơn người làm xuống. Chúng mày. Ui dồi, vào chân cái chân nè. Đã xem tiền đúng không nè? Tiền đâu? Chuông chùa làng ta. Xem phim trước xem nào, 8 giờ có xem phim nào đấy. Xem thì một phim trưởng đấy. Xem phim đấy. Anh phim nào lo phim trưởng mới hay. Mày xem một phim đấy thì một phim đấy kia này. Đua xe đây. Đợt bên cũng 7 đấy, một tập thôi. Một phim lẻ đấy. Mẹ giờ con xem dưng quá, ai xem dưng quá mà cô đâu. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu đang trở lại với các bạn với ca khúc Bạn Tôi Đó. Và đây là thú bóng khán giả hâm mộ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ca sĩ Vân Đức Hiền. Nào. Tắt điện đi nào mà xanh. Tắt điện đi. Thôi. Tắt đi không nhìn thấy gì. Bật lên. Hoàng phí dòng rượu. Chấm đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam khởi động. Anh em nghe hát dạo bài của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Người làm xua để em ơi. Có một ngày tôi chúng mình ta lại gặp ta. Các em dành cho tay em ra. Vẫn tay chú ra. Mình xem cái gì đây. Bạn cũng đi ra ra để vô tay ra cho con để vô đây em vô đăng lấy cờ em bóng này cho con cầm con lấy
Yên. Thấy chưa? Đại Nguyên. Ở đây, đây là Nguyên rồi. Mẹ con hát này em đéo thì mày. Thằng Nguyên thằng Sâm mấy luôn. Thế con mic mày này làm gì được chữ mới à? Cả em. Đấy gãy kính mới ra. Ngày nào tay trong tay.